Dạ vâng, sau đây em sẽ quay chi tiết tổng thành cho các bác xem mẫu xe đây ạ. Một mẫu xe còn là khá chất lượng luôn. Toàn bộ đây là những phần táp đi cửa này. Có rèm chắn nắng tự động bằng điện các nhá. Đó, những phần vân gỗ đây. Còn rất đẹp luôn đúng không ạ? Rất là mới luôn ạ. Trần lỉ nguyên bản nhá, trần lỉ nguyên bản luôn. Đằng sau có rèm chắn nắng tự động bằng điện. Và đây, và có hai vùng điều hòa độc lập các nhá. Đó. Dạ vâng, nghe là Mio Tô, chuyên hóa cũ toàn quốc. Vậy các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và nút thông báo để có thể thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất vào bên em cầu nhật nhé. Dạ vâng, trước mắt các bác là mẫu xe được mang tên là Mercedes E240 nhé. Đó, số rộng mà bên em chào bán giá là chỉ có 175 triệu thôi. Toàn bộ đây những phần vân gỗ đây ạ. Đó, còn nguyên bản này, rất đẹp luôn ạ. Và những phần nhựa đây ạ. Đó, quá chất lượng luôn đúng không ạ? Toàn bộ đây những phần táp lô này. Đó, táp lô nhá, zin này, những phần vân gỗ này, zin này, điều hòa tự động nhá. Đó, điều hòa tự động luôn. Mẫu xe đã hoàn toàn lên form mới rồi nhá. Đó, form mới rồi ạ. Đó, rất đẹp luôn. Rất là trường xe. Thì mẫu xe này biển Hà Nội, nên là các bác ở Hà Nội hoặc là ở Sài Gòn là mua mẫu xe này không mất 20 triệu biển các nhá. Còn tất cả bác nào ở tỉnh lẻ thì mua con xe nào cũng được. Và biển số nào cũng được nhá, đó là em tư vấn luôn ạ. Mẫu xe được sản xuất năm 2002 các nhá, đăng ký lăn bánh năm 2004, số tự động form mới nhá. Đó. Thì nhiều mẫu xe là đời đó thì là vẫn là form cũ các nhá, nhưng mà đây là con xe này đã hoàn toàn lên form mới rồi. Đó, mẹc E240 ạ. Đó, nhưng mà đây chủ xe trước đây là dán chữ logo E280 các nhá, nên là mình có thể bóc ra được các nhá. Bóc được và mình có thể dán lại chữ E240 được các nhá. Cái đó thì đơn giản thôi ạ. Tất cả những phần đèn đây ạ. Những phần đèn rất là sáng sủa luôn, nguyên bản theo xe. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135656 nhé. Địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bên em chuyên mua bán cũ toàn quốc và vận chuyển toàn quốc luôn ạ. Có phí vận chuyển thì các bác thêm phí cho em nhé. Một mẫu xe được trang bị ngập tràn công nghệ hiện đại luôn ạ. Âm thanh nghe vũ trường luôn. Được trang bị túi khí vòng quanh xe nhé. Túi khí vòng quanh xe luôn. Có hai ghế trước này, chỉnh điện đa hướng này. Em đang chỉnh ghế này, lên xuống theo ý muốn của mình này. Đó, ngả này, được chưa? Lên này. Đó, ghế hai ghế trước là chỉnh điện đa hướng, nhớ ghế ba vị trí, điều hòa tự động, chốt cửa tự động, có nhá. Rèm chắn nắng tự động. Có hai vùng điều hòa độc lập. Có túi khí quanh xe nhá, phanh ABS. Ga tự động nhá, đó, có chế độ ga tự động luôn. Và vô lăng cũng chỉnh điện luôn ạ, đó, cực kỳ hiện đại luôn ạ. Một mẫu xe ngập tràn công nghệ luôn. Quá chất lượng cho một mẫu xe. Mà giá chỉ có 175 triệu thôi. Em bao giá cho các bác là quá rẻ luôn ạ. Cực kỳ rẻ rồi các nhá. Form dáng của cái dòng này các bác là đã hoàn toàn lên form mới rồi. Quá đẹp luôn. Lại số tự động các nhá. Âm thanh nghe rất là hay luôn. Mà dòng này đi đầm, cách âm tốt. Và đây ạ, đằng sau đây lỉ toàn bộ là nguyên bản ạ. Và bên dưới đây toàn bộ đây những phần lỉ còn rất là mới luôn đúng không ạ, xung quanh đây ạ còn cực kỳ mới luôn. Và bên dưới có nhá, có quả lốp dự phòng này. Và toàn bộ đây những phần tôn vỏ đây nó rất đẹp luôn ạ. Nói chung là xe khá chất lượng luôn các nhá, nó khá chất lượng luôn. Và đặc biệt một cái nữa nhá, đó cái dòng này kính nó rất là dày. Đó, kính là kính hai lớp thôi nhá, nên là độ cách âm nó lại càng tốt hơn nhá. Nói chung là một mẫu xe đẹp và xuất sắc luôn các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Và toàn bộ kia những phần cuối đầu các, chỉ cần một nút ấn này có thể là ngả số nhá, đó rất là hay luôn đúng không ạ. Đó, vô lăng này, vô lăng chỉnh điện các nhá. Đó, chỉnh điện đấy ạ. Đó, đây các bác kìa, chỉnh lên chỉnh xuống này. Đó, rất là hay luôn đúng không ạ. Nói chung là xe nhiều chức năng an toàn và hiện đại lắm các bạn. Toàn bộ đây kính đây coi nhá, đó kính này, toàn bộ kia
kính rất là mượt mà luôn. Đó. Rất là mượt mà luôn. Vào đây không nhá. Em cho bác xem đây ạ, phần kính đây ạ. Kính hai lớp này, bác xem ạ, nó rất là dày này. Đúng không ạ? Rất là dày luôn. Đó. Sau đây em mời các bác cùng em xem phần khoang máy động cơ nhá. Đó, máy thì bên em đã kiểm tra và test thử rồi nhá. Đó, lỗ rất là êm luôn. Rất là mượt mà luôn các bác. Đó, máy móc thì các bác miễn chê luôn rồi nhá. Đó, máy thì miễn chê luôn. Đó, lỗ rất là êm luôn các bác. Đó, lỗ cực kỳ êm luôn. Đó, nên là các bác mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm nhá. Đó, bên em đã kiểm tra và test thử rất là kỹ rồi. Đó, con xe này máy đại chất luôn các bác. Đó, máy đại chất luôn. Đó, một mẫu xe là đẹp toàn diện luôn ạ. Dạ vâng, đó là tổng thành của chiếc xe Mercedes E240 các nhá. Một lần nữa em Minh Ô Tô xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.